Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Tân Sửu sinh 1961, được lộc bề trên, bất ngờ trúng lớn liên tiếp. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, trở mình sang trang giàu sang, phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, vốn dĩ đời người là không như nguyện, chúng ta đều biết, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, thế nhưng thực tế lại thật phũ phàng, đa phần chúng ta chẳng những làm mãi ba đời không giàu, mà còn nợ ngập đầu ngập cổ, ba đời không trả hết, làm lụng ngày đêm, dầm mưa dãi nắng mà vẫn sống trong cảnh nghèo khổ, túng thiếu, chẳng biết ngày nào mới ngóc đầu lên được, khổ sở trăm đường. Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành công mà bạn muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thậm chí sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Mới đây nhất khi xem Tử Vi cho 12 con giáp, thầy Tử Vi có chỉ rõ, trong năm 2024 này, con giáp tuổi Tân Sửu sinh 1961 vận trình sẽ có rất nhiều biến động lớn, xoay chuyển theo chiều hướng tích cực, nhiều phúc ít họa, may mắn và phúc lộc đầy nhà. Cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể sẽ khó khăn vất vả, đặc biệt là năm 2024 với tình hình biến động kinh tế chung của thế giới. Tuy nhiên, con giáp tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch tới đây sẽ có vận trình khởi sắc trông thấy. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, bản mệnh hãy chủ động nắm bắt những cơ hội đến với mình để trở nên giàu có, quý cô bác nhé. Nếu như quý cô bác tuổi Tân Sửu không để ý mà bỏ lỡ những cơ hội trời ban này thì quả thật là rất đáng tiếc cho con giáp này. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong thời điểm này, người tuổi Tân Sửu có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an, sung túc và giàu có ngút trời? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi chi tiết. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai theo quan niệm của Tử Vi phương Đông. Những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương. Dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn. Khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ, vì thế khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại có nghị lực phi thường nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi.
sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại. Người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Trong công việc, Tân Sửu làm việc một cách trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Họ có tài trong kinh doanh, sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo, đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công thì Tân Sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc, mà sẽ bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình. Không vội vàng, hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Người tuổi Tân Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén cập nhật xu hướng mới thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy. Nhưng nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Nữ mệnh tuổi Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn, sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo, sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Nam mệnh tuổi Tân Sửu là người hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực.
Họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp, thì tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Về mặt tình cảm, mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn. Những rắc rối, hiểu lầm trước đây dường như đã được hóa giải nhờ sự nỗ lực của cả hai trong việc thấu hiểu và chia sẻ những cuộc trò chuyện chân thành. Những cảm xúc được bày tỏ rõ ràng hơn đã giúp mối quan hệ của bạn và người ấy thêm phần gắn kết. Đây là thời điểm tốt để vun đắp tình cảm và xây dựng sự bền chặt, tránh những xung đột không cần thiết. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, với sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuổi Tân Sửu như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, bạn cảm nhận rõ sự khát khao trong công việc và cuộc sống, như thể có một ngọn lửa âm ỉ nay bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn phát huy những phẩm chất nổi bật của mình, sự chăm chỉ, cẩn thận và kiên trì nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, bạn sẽ bắt đầu hái được những quả ngọt. Những thành công mà bạn xứng đáng nhận được sau một hành trình dài phấn đấu, cơ hội đến với bạn ngày càng nhiều khi bạn biết mở rộng các mối quan hệ kết nối với những người mới. Sự cởi mở và chân thành của bạn đã tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, thu hút thêm những cơ hội quý giá. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, không phải mọi người đến với bạn đều mang lại nguồn năng lượng tích cực. Có những người sẽ vô tình hoặc thậm chí cố ý gieo rắc những điều tiêu cực. Bạn cần tỉnh táo để tránh xa những nguồn năng lượng đó, không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay căng thẳng không đáng có. Tuy nhiên trong thời điểm này, Thiên Cẩu hung tinh cảnh báo bạn về những thị phi tiềm ẩn, những câu chuyện vô thưởng, vô phạt với bạn bè. Đồng nghiệp có thể trở thành kế cớ cho những hiểu lầm không đáng có, hãy luôn giữ mình tỉnh táo và biết đâu là điểm dừng trong các cuộc trò chuyện. Việc đặt ra ranh giới rõ ràng sẽ giúp bạn tránh khỏi những mâu thuẫn không cần thiết, bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hy vọng cho người tuổi Tân Sửu trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy cơ hội để bạn khám phá những cung bậc mới trong tình yêu, với điều kiện bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đôi khi, người bạn đang tìm kiếm không nhất thiết phải là người có chung quan điểm sống hay giống bạn hoàn toàn. Sự đa dạng mới là từ những cá nhân khác biệt, có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ. Vì thế, hãy mở lòng đón nhận những cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người mới. Biết đâu giữa những cuộc trò chuyện giản đơn, bạn lại tìm thấy một nửa thật sự của mình. Nhờ sự xuất hiện của các tinh tam hội trong thời điểm điểm này, mang đến cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm sâu hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Đây là lúc để bạn nhìn lại những lựa chọn đã qua, xem xét lại những gì đã xảy ra và đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tương lai. Những xung đột bất đồng cũ mà trước đây bạn và người ấy từng gặp phải, giờ đây có cơ hội được hòa giải. Thậm chí những đối thủ hay người bạn từng nghĩ là không đội trời chung cũng có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy, hỗ trợ bạn trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Thời gian sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn và xóa tan những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vì ngũ hành xung khắc nhắc nhở rằng đôi lúc mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Quan trọng là bạn cần biết cách xử lý sớm những xung đột này. Đừng để sự im lặng kéo dài, vì điều đó có thể dẫn đến những hiểu lầm sâu sắc hơn, khiến mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng và khó giải quyết. Tiếng vọng từ quá khứ cũng có thể bất ngờ quay trở lại thử thách bạn trong chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo, phản ứng khéo léo và tinh tế để duy trì sự hòa hợp, tránh gây ra thêm tổn thương không đáng có cho cả hai. Hãy đặt trái tim và lý trí của mình vào đúng chỗ, biết khi nào cần mở lòng và khi nào cần cẩn trọng.
Tình yêu luôn mang đến những điều bất ngờ, và nếu bạn biết cách ứng xử hợp tình hợp lý thì hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn một cách trọn vẹn và bền lâu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu sẽ cần được chú ý hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh, đang tạo ra những tác động tiêu cực, có vẻ như công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến bạn khó tập trung, dẫn đến việc thường xuyên phải sử dụng các chất kích thích như cà phê hay trà sữa để duy trì tỉnh táo. Mặc dù chúng mang lại năng lượng tức thời, nhưng đừng quên rằng đằng sau cảm giác hưng phấn đó là sự hao mòn dần dần của cơ thể. Việc lạm dụng các loại thức uống này có thể âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe của bạn mà bạn không nhận ra ngay. Thời tiết trong thời điểm này cũng khá thất thường, khi thì nóng bức, khi lại se lạnh. Chính sự thay đổi nhiệt độ liên tục này là nguyên nhân dễ khiến cơ thể bạn bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh theo mùa. Để thích ứng, bạn nên chú ý mặc nhiều lớp áo để có thể điều chỉnh kịp thời theo điều kiện thời tiết, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng quá lạnh hoặc quá nóng. Điều này không chỉ giúp bạn phòng tránh bệnh tật mà còn giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái. Chế độ ăn uống lành mạnh cũng là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe. Thời điểm này, hãy bổ sung vào bữa ăn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Rau củ, trái cây tươi và các thực phẩm chứa nhiều protein, chất xơ sẽ giúp bạn chống lại các bệnh theo mùa hiệu quả hơn. Đừng quên uống đủ nước, điều này cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và giúp cơ thể thanh lọc độc tố. Ngoài ra, nếu bạn phải thường xuyên di chuyển xa vì công việc, hãy luôn đề cao sự an toàn. Việc di chuyển liên tục không chỉ làm bạn dễ mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án an toàn, từ việc nghỉ ngơi đầy đủ để lựa chọn phương tiện đi lại an toàn, để đảm bảo mọi chuyến đi diễn ra suôn sẻ mà bạn vẫn giữ được thể trạng tốt nhất. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Tân Sửu cảm nhận rõ áp lực công việc đang gia tăng. Bạn đã rất chăm chỉ, luôn dồn hết tâm huyết và thời gian cho công việc, nhưng dường như càng làm, công việc lại càng chồng chất. Những dự án mới, nhiệm vụ mới liên tục xuất hiện khiến bạn đôi lúc cảm thấy như mình đang bị vùi lấp dưới một núi công việc khổng lồ. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận tích cực, đây chính là tín hiệu cho thấy con đường bạn đang đi là đúng hướng. Mọi khó khăn và thử thách hiện tại chỉ là bước đệm để dẫn đến thành công lớn hơn trong tương lai. Nếu bạn là người làm công ăn lương, đừng quá lo lắng về những thách thức trước mắt. Sự cống hiến không ngừng của bạn trong thời gian qua đã được ghi nhận, năng lực của bạn đang được mọi người công nhận và cơ hội thăng tiến, nâng cao vị thế trong công việc đang ngày một rõ ràng. Đây là thời điểm để bạn thể hiện rõ giá trị bản thân và đón nhận những thành tựu xứng đáng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn, đôi khi bạn cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt. Đừng quên rằng, ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, khi cảm thấy mình không thể xoay sở nổi, hãy mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Việc chia sẻ khó khăn không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực mà còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân. Hãy nhớ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vô cùng quan trọng. Thời điểm này, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hội, người tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác và kinh doanh. Các mối quan hệ mới sẽ mở ra cho bạn những cơ hội làm ăn đầy triển vọng. Tuy nhiên, đừng vội vàng lao vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Mọi quyết định Tân Sửu cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi bạn chỉ mới bắt đầu. Hãy kiên nhẫn, chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần khi bạn đã nắm chắc tình hình. Sự thận trọng luôn là chìa khóa để tránh rủi ro và bảo vệ thành quả của bạn trong những dự án lớn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận may tài lộc của người tuổi Tân Sửu dường như đang có nhiều biến động thú vị, với nhất bạch tinh bay về cung chính đông, dấu hiệu cho thấy bạn có thể sẽ phải lên đường đi xa để giải quyết công việc hoặc tham gia các chuyến công tác. Dù những chuyến đi này đòi hỏi sự vất vả và nỗ lực, nhưng chính qua đó, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về thị trường, về những cơ hội đầu tư mà mình đang quan tâm. Khi đã nắm bắt được thực tế, bạn sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan, tránh bị lạc lối bởi những cảm xúc hay phán đoán thiếu cân nhắc.
Tài lộc thời điểm này cho thấy những cơ hội đang dần lộ diện, con đường phát triển tài chính của bạn đang rộng mở. Điều quan trọng nhất là bạn cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận những thời cơ vàng, đặc biệt đến cuối tháng, khi những cơ hội tốt nhất có thể xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy tinh thần có phần giảm sút, đây chính là lúc cần xốc lại bản thân, lấy lại động lực làm việc để không bỏ lỡ những điều quý giá. Bất kỳ ý tưởng nào bạn đã ấp ủ bấy lâu, giờ đây chính là thời điểm thích hợp để bạn biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, thời điểm này cũng mang đến một số thách thức về chi tiêu. Những khoản chi ngoài dự kiến như đám cưới, đám hiếu hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể khiến bạn tiêu tốn không ít tiền bạc. Đôi khi, những chi phí này đến bất ngờ và dù không mong muốn, bạn vẫn phải đối mặt. Hãy nhớ rằng, việc cân đối tài chính là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định dài hạn. Nhưng cũng trong giai đoạn này, bạn bắt đầu có nhận thức rõ hơn về việc đầu tư và tiết kiệm cho tương lai. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bạn cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về các hình thức đầu tư, những lĩnh vực an toàn và sinh lời tốt. Đã đến lúc bạn cần tìm ra những kênh tài chính phù hợp để phát triển tài sản một cách khôn ngoan, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Khẩu quyết: hãy đối xử hòa nhã, cho người khác một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, giúp quý bản mệnh nắm rõ vận trình và thành công viên mãn. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tuần này mở ra với những biến động tích cực trong công việc, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bạn trong suốt thời gian qua. Tuần này bạn có thể nhận được những cơ hội mới để thăng tiến hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường công sở, đây là lúc cấp trên bắt đầu chú ý đến khả năng của bạn và có thể cân nhắc cho bạn một vị trí tốt hơn. Tài chính tuần này tiếp tục là thời điểm thuận lợi cho bạn, những khoản thu nhập bổ sung có thể đến từ các dự án phụ hoặc những công việc bạn đã đầu tư thời gian trước đó. Hãy tận dụng những gì mình có và tiếp tục mở rộng quy mô tài chính một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm soát chi tiêu và tránh dung tay quá tráng. Sức khỏe tuần này tương đối tốt, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến việc bảo vệ cơ thể trước sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là những người thường xuyên phải đi xa hoặc di chuyển nhiều. Hãy đảm bảo bạn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe khi phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển đường dài. Trong chuyện tình cảm, tuần này là khoảng thời gian để bạn và người ấy thắt chặt thêm mối quan hệ. Nếu hai bạn đã trải qua những hiểu lầm hay xung đột, đây là lúc để cả hai dành thời gian trò chuyện, hiểu và cảm thông với nhau hơn. Mọi sự kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả ngọt ngào vào cuối tuần. Khẩu quyết: các kế hoạch làm giàu, kiếm tiền có nhiều biến động, lên xuống thất thường. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu xanh lục và màu trắng. Con số may mắn 27, 19, 85 và 74. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch đánh dấu một giai đoạn khá bận rộn cho người tuổi Tân Sửu. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đây là lúc bạn cần phân bổ thời gian một cách hợp lý, đảm bảo không quá tải nhưng vẫn hoàn thành được các mục tiêu đặt ra. Đừng ngại nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người thân khi cảm thấy áp lực quá lớn về tài chính. Tuần này tháng có dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn trong các khoản đầu tư nhỏ hoặc các cơ hội kinh doanh ngắn hạn. Tuy nhiên, hãy luôn giữ sự tỉnh táo và không để lòng tham dẫn dắt. Những khoản thu nhập bất ngờ này sẽ giúp bạn cân đối được những chi tiêu phát sinh trước đó, nhưng cũng nên tiết kiệm một phần cho tương lai. Về chuyện tình cảm trong tuần này cùng này, bạn cần chú ý đến việc duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu trong mối quan hệ hiện tại. Đừng để những vấn đề nhỏ nhặt hay sự bận rộn khiến tình cảm của bạn trở nên lạnh nhạt. Nếu cảm thấy có sự xa cách, hãy chủ động hâm nóng lại tình cảm bằng những hành động quan tâm và chân thành. Sức khỏe trong tuần này có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc nhiều và căng thẳng tinh thần.
bạn có thể gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài. Lời khuyên là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm kiếm sự thư giãn và nghỉ ngơi, đừng để cơ thể rơi vào tình trạng quá sức, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Khẩu quyết: áp lực tăng cao, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Con số may mắn là 35, 84, 92 và 14. Quý bản mệnh tuổi Tân Sửu thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật có hình thù đặc biệt, chỉ ăn tiền vàng gấm dốc và không có hậu môn, nên chúng có khả năng chiêu tài, cầu lộc, giữ tiền của. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, Tỳ Hưu phong thủy có thể giúp họ tránh xa năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực. Các biểu tượng này thúc đẩy sự tự tin và tạo niềm tin vào khả năng của bản thân. Ngoài ra, Tỳ Hưu phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Sửu sinh 1961 kiên trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tài chính. Tượng Thuyền Buồm. Giới tính linh hoạt và khao khát phát triển, Thuyền Buồm phong thủy đóng vai trò như một biểu tượng hướng dẫn và khuyến khích họ tạo nên cuộc sống thịnh vượng. Thuyền Buồm được xem là biểu tượng của công việc, điều hướng cuộc đời và khám phá cơ hội mới. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, Thuyền Buồm có thể giúp họ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Biểu tượng này thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong công việc, đối mặt với sóng gió của cuộc sống. Ngoài ra, Thuyền Buồm phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp tuổi Tân Sửu sinh 1961 duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng tìm kiếm cơ hội và tận dụng những lợi thế sẵn có. Trụ Thạch Anh. Trụ Thạch Anh được chế tác hoàn toàn từ đá thạch anh tự nhiên, nên có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và tạo ra môi trường yên tĩnh. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, trụ đá thạch anh có thể giúp họ loại bỏ căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm hồn thư thái. Ngoài ra, trụ đá thạch anh còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Sửu sinh 1961 duy trì lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết về tinh thần, tâm hồn. Các biểu tượng này khuyến khích họ tìm kiếm sự tinh khiết và mang đến may mắn, bình an. Hồ lô. Hồ lô thường có hình dáng của trái lê, thể hiện sự hoàn mỹ và tinh thần phát triển. Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh 1961, hồ lô là biểu tượng của việc đầu tư vào tri thức và phát triển tinh thần. Vật phẩm này giúp thu hút tài lộc, vận may và xua đuổi tà khí. Ngoài ra, hồ lô còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Tân Sửu sinh 1961 kiên trì, lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Vật phẩm này thúc đẩy họ không ngừng học hỏi, phấn đấu, phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, cuộc sống. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, trong Đạo Đức Kinh có câu "Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân", ý nói rằng đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người lương thiện. Trời cao là không có quan hệ thân sơ với bất kỳ ai, chỉ đứng một bên quan sát chúng ta hành sự. Làm việc tốt thì phù trợ, làm không tốt thì tự Tân Sửu phải gánh lấy hậu quả. Có một từ dùng để khái quát rất hay, gọi là tự làm tự chịu. Tất cả mọi sự trên đời này, dù ai làm điều gì đều phải tự gánh lấy tương lai. Mặc dù đạo trời là vô tình nhưng cũng rất công bằng, lại thường chiếu cố và ban ân cho những người thiện lương. Bởi vậy, lương thiện chính là điều mà cả đời Tân Sửu cần theo đuổi. Người có lòng tốt thì cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc. Hiện tại,
Rất nhiều người thường nhấn mạnh quan điểm rằng làm người thì không thể quá lương thiện, nếu không sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. Những người nói lời này đều là những kẻ vô lương tâm. Nếu mỗi người đều bỏ đi sự lương thiện của mình thì xã hội này sẽ trở nên hỗn loạn. Tân Sửu khi đã có tuổi tác, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng sẽ hiểu rằng việc đối nhân xử thế, chỉ cần không hổ thẹn với trời đất, không thẹn với chính mình là được rồi. Có người cho rằng để có nhiều tiền hơn, để con cháu sống tốt hơn, bớt căng thẳng hơn, họ có thể làm mọi thứ mà không từ thủ đoạn. Một số người nghĩ rằng miễn là họ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, thì dù điều đó có trái với lương tâm của họ thì cũng không thành vấn đề. Suy nghĩ như vậy quả thật là nông cạn. Tân Sửu phải biết rằng Tân Sửu sống cả đời chỉ cần tâm hồn được sự bình yên, chỉ cầu trước sau được vẹn toàn đã là quá sung sướng. Nếu một người đánh mất lương tâm khi gặp nghịch cảnh hay đang trên đỉnh vinh quang, cuộc đời của họ rồi sẽ rất bi ai và thống khổ nhân sinh. Vì sao lại là buồn vui cùng tồn tại? Vì nỗi buồn và niềm vui đều là do trời cao đang tu luyện và khảo nghiệm Tân Sửu, để xem dù trong lúc thuận lợi hay nghịch cảnh, Tân Sửu liệu vẫn còn giữ được sự lương thiện của mình hay không. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.